Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với Radio Online. Và ngày hôm nay, tiếp theo của quyển Thư Tình Gửi Một Người từ ông Trịnh Công Sơn dành cho bà Ngô Vũ Giao Ánh. Và xin mời quý vị cùng đến với phần dẫn đọc. Khách mời, người dẫn chuyện nhà báo Trác Thúy Miêu cùng anh Khoa. Plau, tối thứ Bảy, 20 tháng 2 năm 1965. Ánh. Một chiều thứ Bảy nằm chơ vơ xa vắng tất cả, anh bỏ một buổi trưa nằm đọc Porte et Trois. Nhưng những tiếng hát buồn và sự im khô của buổi chiều đã kéo anh dậy nửa chừng. Này đây là Come Back to Sorrento, Blue Danube, Secret Love và bao nhiêu ca khúc hát khác dâng lên như thủy triều ngập trên bãi hoang thân phận anh. Viết quá nhiều để bày tỏ những muộn phiền của mình là một yếu điểm. Có lẽ anh sẽ chán nản trên những kêu rêu đó. Có thể anh sẽ tầm thường hơn dưới mắt anh. Nhưng anh đâu cần những độ lượng. Anh chỉ thấy mình tha thiết muốn đối thoại với người thân yêu, nên anh phải viết vội buổi chiều quá buồn, như anh đã từng kể lể nhiều rồi. Chiều thứ Bảy mà cuốn chăn nằm heo hút ở đây thì không thể tưởng tượng được nữa. Radio thì vẫn la ầm những tin đảo chính. Chốn này thì vẫn ngủ ngon, không hề có một xáo động nào về những biến chuyển đó. Thật như mình không còn một liên hệ nào với những đớn đau của quê hương này nữa. Ánh ơi! Anh không thể dối mình là ít nhớ Ánh được. Có thể rồi dần già sẽ quen đi. Nhưng bây giờ thì thật nhớ đến nỗi không thể kìm hãm mình yên ổn được. Anh chưa thể ổn thỏa nhanh chóng với mình, với vẻ hoang vu ở đây. Có thể anh không tin lắm, nhưng ngày tháng còn đâu được nhiều để lừa dối nhau. Buổi chiều thứ Bảy và Chủ nhật bao giờ cũng buồn và nhớ nhiều hơn, bởi vì ngày đó anh biết mọi người đều rảnh rỗi như nhau. Sự rảnh rỗi sẽ làm mọi người gần nhau hơn tí nữa. Mùa này cỏ đã khô và những bụi tournesol chỉ còn những nụ đen cháy. Buổi sáng anh thức dậy, sương mù xuống từng bãi rộng. Sương mù làm anh càng nhớ Ánh hơn. Anh đừng biêu riêu trên sự nhớ nhung của anh nghe Ánh. Chiều nắng đã mất. Anh đang làm gì ở đó? Ngày mai hình như Trang thăm Ánh có phải không? Gió lùa vào lạnh hết hai bàn tay anh. Có Ánh chắc tay anh đã đóng băng rồi. Anh đã ngồi đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi không còn nhớ nữa. Chiều rồi, anh ngồi một mình có buồn ngủ không? Mắt anh thì bao giờ cũng buồn như thế. Hư vô như đã vào trong đó từ bao giờ. Buổi chiều vàng giọt xám, những con chim về kêu trên những vùng cháy nám của cỏ khô. Anh thì âm thầm nghe những lao đao trong mình trầm xuống. Ôi, kể làm sao hết những nhớ mong này và làm sao tin được. Không phải anh bi quan, nhưng chỉ thử dẫn dắt Ánh về những điều có thể bây giờ anh đang ghét bỏ. Chúng anh có cần gì bi quan, bởi vì cuộc đời sẽ nuôi sống tất cả. Điều anh muốn nói là tại sao người ta không dám đập đổ những công thức xã hội cũ kỹ để sống người hơn, nhân loại hơn và tự do hơn. Trên quê hương nhỏ nhắn của chúng mình, người ta không bao giờ biết nhàm chán những công thức, những ước lệ, những ngụy biện giả tạo. Người ta chỉ có thể trở thành những nhà đo lường giỏi và bằng lòng với tài năng đó. Sau đó thì họ yên tâm. Và đời sống đó đã trôi qua đi hàng bao nghìn năm rồi trên cái đất đai này. Như thế đó anh. Có phải anh đã nguyền rủa đấy không? Mà nguyền rủa để làm gì? Đời sống này đã như một loại thổ ngữ ghi trên đá xưa rồi. Có thêm anh hay bớt anh thì cũng từng đó thôi. Đêm đã rất dày rồi đó anh. Gió cũng đã lạnh hơn. Anh đã bắt đầu ngồi trên ghế này trước cửa sổ. Từ 3 giờ đến bây giờ là 10 giờ 15, trừ hơn 1 giờ cơm chiều để nghĩ đến Ánh và viết thư cho Ánh. Như thế có phiền cho Ánh lắm không? Anh cũng đâu cần tin điều đó. Anh vừa ra đứng trước ở sân, tiếc là không có ánh lúc này để ánh nhìn đêm sương mù. Những khoảng đèn neon ở xa và trên đỉnh nhà thờ đã nhòa nhạt, làm thành những vùng ánh sáng tròn mơ hồ, trông thực lạ lùng, thực huyền hoặc. Cho anh thăm Trang và Diệm, Hoa, bạn Ánh, những người con gái rồi lớn lên, rồi đi qua như từng bóng mây qua trời, như từng buổi chiều đẹp mất đi, như những vết chim di trên biển. Chúng anh là những kẻ còn sót lại để ca tụng từng vẻ đẹp phù du đó. Ánh thừa thông minh để hiểu tất cả. Phần bội bạc có bao giờ là chúng anh, trừ một số nghệ sĩ vô liêm mới tệ thế. Anh có thể nghi ngờ tất cả, nhưng không nên nghi ngờ chúng anh. Đừng tạo nên không khí hiềm thù âm thầm trong đó. Mỗi người sống cạnh nhau như một bầy thú dữ. Hãy nhân loại hơn, hãy để trái tim trên mỗi bàn tay mà nói chuyện với nhau. Đêm đã về, trước mặt anh bây giờ có hai khoảng xanh đen của trời và đất. Một chiều thứ bảy đã mất đi vĩnh viễn. Anh có buồn hơn không? Nếu một mai anh cũng mất đi vĩnh viễn như thế, thì lúc đó có lẽ anh mới tin được rằng anh đã có ánh ngàn đời ngàn năm. Dù lúc đó sự khổ đau có bủa xuống, làm khốn khổ đời mình hơn bao giờ. Nhưng làm gì có điều đó, phải không anh? Và cũng mong không bao giờ có điều đó. Sự ích kỷ cũng vô biên như lòng độ lượng với chính phần số mình. Một ngày nào đó chính Ánh sẽ giao lại những chữ Destin cho anh, đồ lại rõ nét hơn. Rồi bao giờ cũng chỉ còn lại chúng anh ngồi viết hoài những chữ đó. Quê hương mình làm gì có một ngày sẽ xóa bỏ những nề nếp sống cũ đi. Mây xám về bỏ những giọt mưa tươi trên đồi rồi biến đi. Có lẽ đêm nay thì mưa lớn và anh sẽ nằm yên đóng kín cửa nghe gió về hú ngoài sân. Như từng đàn sói rừng mỗi đêm về ru giấc ngủ. Mùa nắng ở đây như vậy đó, cũng có nhiều sương mù. Và những lần mưa lớn qua nhanh trên đồi trông rất tội. Anh có còn nhớ những câu trong bản hát anh đã chép cho anh? Je t'endurance le gros est le plus pour pleurer. Je t'aime encore, mais tout droit ignore le charme de ma vie. Et j'irai pleurer sous la pluie. Anh muốn nghe lại tiếng hát đó cao lên trong buổi chiều này, nhưng làm sao có được. Trong Porte et Trois có chữ này anh thấy hay. Je t'idolâtre, tình yêu thần tượng. Anh xem đã có từ hồi Gide rồi đó. Cuốn sách lại xuất bản lần đầu vào năm 1909, nghĩa là chữ đó đã lớn hơn mấy lần tuổi anh. Trong Porte Trois, anh thích Ánh là ai? Anh chỉ mới đọc được một nửa thì anh thấy thương Juliet quá. Những lá thư của Eliza cũng tội phải không? Đêm nay anh sẽ nằm đọc tiếp. Chiều đã chiều hơn rồi đó. Những tiếng chim sẻ cũng trầm hơn. Còn tiếng chuông nhà thờ đổ xuống. Sao anh không thể cho anh một cái ảnh dù rất nhỏ để anh giữ nơi này? Có thể cắt ra từ một tấm hình nào đó. Nếu anh e ngại gì thì thôi. Đêm nay anh thắp bạch lạp và đốt đến mấy giờ? Sương mùa hạ thì không lạnh lắm. Ở đây chỉ có hai mùa nên anh gọi thế. Một mùa lạnh đã qua, Đà Lạt cũng thế. Trong thành phố này, ít ai còn ngồi thức sau 10 giờ. Giấc ngủ dễ đến nhờ sự yên lặng xung quanh. Anh có thể an lòng vì những điều anh viết cho Ánh, dù có ngâm nga lên cũng chẳng còn ai nghe nổi. Sáng mai, anh có thể dậy muộn hơn vì còn nguyên một ngày nghỉ. Anh đoán là anh rất bằng lòng về điều đó. Anh hút thuốc quá nhiều nên dù buổi trưa không ngủ, anh vẫn chưa thấy buồn ngủ tí nào. Bây giờ anh sắp thắp nến, chùm chăn và đọc tiếp đoạn sau của Prose et Trois. Sáng mai Anh còn nhiều thì giờ để viết thư cho Ánh, chẳng lo gì. Ngủ ngon, bé yêu, cho anh mượn 5 ngón tay mùa xuân đó. Chúng ta vừa nghe qua những lá thư tiếp theo được trích từ quyển Thư Tình Gửi Một Người. Xin được cảm ơn bản quyền của Nhà Xuất Bản Trẻ cùng với gia đình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và hẹn gặp lại quý khán thính giả ở các chương và những lá thư viết tay ở những lần sau. Thân ái chào tạm biệt.